Vào tối 25 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô màu đen do một người đàn ông điều khiển đã liên tục tông mạnh vào chiếc xe ô tô màu đỏ, sau đó lái xe ô tô đen rời đi. Khoảng một phút sau, người này lại tiếp tục lái xe quay lại, lấy đà, tông thêm một phát thật mạnh vào hông chiếc ô tô màu đỏ và bước xuống xe với vẻ mặt hậm hực. Tại hiện trường, chiếc xe màu đỏ bị tông đập vào một thân cây hư hỏng nặng ở phần đầu xe. Riêng chiếc ô tô màu đen cũng bị hư hỏng nhiều bộ phận. Vụ việc được công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc xác nhận xảy ra vào khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày trên đường Kim Đồng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc.